Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình tối nay thứ năm ngày 16 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất trong nước là một trong những nội dung được bàn thảo nhiều nhất tại hội thảo triển lãm máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước sản xuất được diễn ra sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công Thương đã chính thức công bố danh mục 215 nhóm sản phẩm với khoảng gần 2.000 sản phẩm máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. Đây cũng là một trong những phần nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm góp phần huy động nội lực để thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững cho đất nước. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, chỉ riêng 6 tháng đầu năm, nhập siêu của Việt Nam đã tăng trở lại với hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ. Nếu phát triển được sản xuất nội địa thì không những doanh nghiệp Việt tận dụng được cơ hội mà các hiệp định FTA, TPP sẽ đem lại mà còn góp phần hạn chế nhập siêu, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển.